Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay bên đèn hoàng gia.vn xin giới thiệu mọi người mẫu đèn LED chiếu cây inox 304 công suất 6W, ánh sáng màu vàng. Đèn này là có toàn thân là bằng inox 304. Bản chất nó là cái đèn âm nước hồ coi mang lên lắp cạn. Thì cái mẫu đèn âm nước bình thường ấy, nếu mà lắp cạn thì nó có thể cháy vì nó nóng quá. Mình để dưới nước thì nước nó sẽ làm mát cho đèn. Muốn lắp cạn thì mình phải xử lý được cái phần tản nhiệt bên trong của đèn mới lắp được. Còn đèn bình thường là không lắp được. Đấy. Cho nên khi đặt cái đèn này là phải đặt báo trước bên bên đèn hoàng gia là lấy để lắp cạn loại inox thì bên đèn hoàng gia sẽ làm. Mẫu này thì có lắp cạn thì có hai loại điện áp 220 hoặc điện áp là 12-24V. Với điện áp 12-24V thì mình sẽ sử dụng các cái bộ nguồn hạ áp, ví dụ như cái bộ này để hạ xuống điện áp 12 hoặc 24V. Một bộ nguồn thì có thể dùng cho nhiều đèn. Công suất của nguồn thì sẽ dựa vào tổng công suất các đèn và khoảng cách giữa đèn với nguồn để tính. Lưu ý khi sử dụng cái loại điện áp 12-24V thì mình sẽ phải dùng cái sự dây dẫn trục của nó là đủ lớn để đảm bảo không bị thiếu áp. Quay lại cái sản phẩm này là công suất 6W với 6 mắt LED, mỗi mắt LED là 1W. Ánh sáng của đèn là ánh sáng màu vàng, là cái loại ánh sáng mà sử dụng nhiều trong chiếu sáng sân vườn, ngoại cảnh quan. Ngoài ánh sáng màu vàng thì bên đèn hoàng gia còn cấp ánh sáng là một màu khác như là màu trắng, màu trung tính, màu đỏ, màu xanh dương, màu xanh lá, màu tím và ánh sáng đổi màu tự động RGB. Ánh sáng đổi màu thì nó sẽ pha lẫn được 7 màu. Trong đó có 3 màu cơ bản là màu đỏ, màu xanh lá cây, màu xanh dương. Pha thêm 4 màu là xanh lơ, trắng vàng và tím. Thì cái mẫu đấy là bắt buộc là phải sử dụng cái điện áp AC, điện áp xoay chiều. Còn mẫu một ánh sáng như ánh sáng vàng này thì sử dụng với điện áp là một chiều hoặc là xoay chiều đều được. Đèn này khi lắp đặt thì mình sẽ lắp chân đế, lắp xuống đế, có đế để lắp hoặc là sử dụng chân kim cắm cỏ, rất là tiện lợi. Mình thay cái chân đế này bằng chân kim này thì bằng nhôm. Nó không đồng bộ là inox với cái đèn này nhưng mà nó cũng bằng nhôm, hợp kim nhôm nên là cái tuổi thọ độ bền của nó cũng rất là cao. Đấy. Khi cắm mình sử dụng chân kim này mình có thể cắm bất kỳ đâu ở giữa bãi cỏ, bãi đất để chiếu vào cây. Mẫu đèn này ngoài công suất 6W thì còn có là công suất 3W, 9W, 12W, 18W, 24W và 36W. Tiêu chuẩn của đèn là IP68, chống chịu nước ngoài trời thoải mái. Loại này thì rất là bền, bằng vỏ bằng inox, rất là sáng. Bây giờ mình sẽ thử ánh sáng của đèn nhé. Đây, ánh sáng của đèn là đang chiếu khi có những cái đèn phụ trợ xung quanh. Thì nên mình sẽ tắt đèn đi. Ở cuối video này mình sẽ chèn một cái đoạn video chiếu vào cái cây với công suất 6W, chiếu vào cây khế. Đấy. Bây giờ mình sẽ tắt bớt đèn đi. Đây, mình tắt hết đèn rồi. Ánh sáng của hiện tại là cũng gần như là ban đêm rồi. Thì mình chiếu nó nhìn rõ rõ hơn về cái ánh sáng của cái mẫu đèn này. Đấy, rất là sáng. Chip của đèn là chip Philips. Ngoài ra thì bên đèn hoàng gia còn cấp loại là chip Cree. Nhưng mà chip Philips này cũng rất là bền rồi, ánh sáng cao. Đấy. Ánh sáng dạng là ánh sáng chiếu điểm. Với ánh sáng chiếu điểm thì nó sẽ đảm bảo ánh sáng chiếu cao hơn, xa hơn. Tập trung vào một vùng ánh sáng. Nên khi mình chiếu cây sẽ là chiếu cho cây nó rõ hơn, nó không bị
chiếu ra ngoài, nó gây hao phí cái lượng ánh sáng của mình. Công suất 6W. Xin cảm ơn tất cả mọi người nhé.